Một nhóm chính trị hỗ trợ ông Donald Trump đã chi hơn 40 triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý để bảo vệ cựu tổng thống này trong nửa đầu năm 2023. Đài ABC News ngày 31 tháng 7 dẫn một số nguồn tin cho biết như trên. Theo đó, nhóm gây quỹ do ông Donald Trump điều hành, Save America, đã chi hơn 40 triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý để bảo vệ cựu tổng thống cùng các cố vấn của ông và những người khác kể từ đầu năm 2023. Hồ sơ tài chính liên quan tới khoản tiền vừa nêu dự kiến được công bố trong ngày 31 tháng 7. Ông Donald Trump và các đồng minh của mình đã liên tục kêu gọi người ủng hộ quyên góp cho Save America. Một đại diện của ekip tranh cử của ông Donald Trump lập luận rằng các khoản chi phí pháp lý như trên là cần thiết để chống lại các hành động bất hợp pháp và bảo vệ những người vô tội. Trong khi đó, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người tranh quyền đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, chỉ trích các khoản chi trị giá 60 triệu đô la Mỹ của Save America là để tấn công ông và dành cho chi phí pháp lý của ông Donald Trump, chứ không phải để phục vụ chiến dịch tranh cử. Ông Donald Trump đang phải đối mặt với một loạt rắc rối pháp lý, bao gồm cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về cáo buộc ông giữ lại các tài liệu mật không đúng cách sau khi rời Nhà Trắng. Ngoài cựu tổng thống này, hai người khác cũng dính cáo buộc bao gồm Carlos de Oliveira, người đứng đầu bộ phận chăm sóc dinh thự Mar-a-Lago và trợ lý Quad Nota. Trước đó, ông Donald Trump đối mặt bản cáo trạng liên bang với 37 tội danh nhưng ông không nhận tội. Cựu tổng thống này còn liên quan tới bản cáo trạng với 34 tội danh tại tòa án bang New York, Mỹ. Cụ thể, ông Donald Trump bị cáo buộc trả tiền biệt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Công tố viên Smith cũng đang điều tra ông Donald Trump về cáo buộc kích động cuộc bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nỗ lực lật ngược kết quả bỏ phiếu hồi năm 2020. Đáp lại trong cuộc vận động tranh cử ở Erie, bang Pennsylvania hôm 29 tháng 7, ông Donald Trump mô tả những bản cáo trạng này là lố bịch.